Hello chị Phương. Chào Sửu. Cuối tuần ngày hôm nay là rất là vui là em gặp mà chị tặng một cái bãi biển khá đẹp. Chị cảm nhận như thế nào khi mà những cái con diều nè đầy đủ màu sắc gọi là được bay lơ lửng trên bầu trời? Rất là vui là hôm nay chị lại có mặt ở tại cái dự án Natura, một cái dự án ngay tại trục đường ven biển Hồ Tràm ở Bình Châu. Chính xác. Cảm nhận của chị đối với cái dự án này thì hiện tại một dự án có một cái bãi biển riêng rất là đẹp. Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì chủ đầu tư cũng tổ chức một cái lễ hội thả diều. Cảm nhận hiện tại thì cái sắc và các cái màu sắc ở trời và ánh nắng của cái đặc trâu hôm nay rất là đẹp. Đúng rồi. Giống như là mình được trở lại thơ này hả? Trở lại với những con diều và những con diều này đầy màu sắc. Chủ đầu tư bố trí những cái con diều này khá đẹp. Và khi mà chị bước tới cái bãi biển, tôi đây có thể là tổ chức những cái dạo bộ này, đáp chơi trampoline hay là một cái cục kích thước hay là một cái gì đó cực kỳ đẹp vậy. Tất nhiên sở hữu được những cái bãi biển như vậy vậy. Bây giờ là mình ngoài cái bờ biển thì mình còn có một cái khoảng không, khoảng cây xanh, những cây dừa rặt dừa xanh ngát vậy. Thì nơi đây chắc hẳn là khi mà ai du lịch đến đây thì rất là tuyệt vời, phong chị. Với cái bãi biển mà chị cảm nhận là sở hữu riêng, với lại cái bờ biển dài khoảng 1,2 km này thì nó khá là nhiều cái để chủ đầu tư có thể tổ chức cho khách hàng. Đúng rồi. Những cái người đi trải nghiệm về du lịch. Đúng rồi. Với cái khoảng cách mà gần thành phố Hồ Chí Minh như vậy á, thì ở đây là một cái điểm cho khách hàng lựa chọn trong cái đợt hè này khá là tuyệt. Tuyệt vời. Khi mà đến cái dự án này em thấy nó kết hợp hài hòa với chị. Khi nãy là em đi xe hơi qua đây và em đi ngang qua cánh rừng rất là đẹp luôn. Và đó là rừng nguyên sinh cũng vậy. Rừng nguyên sinh Phước Bửu. Dạ. 11.000 hecta. Dạ, ở đây có khá nhiều cái loại cây xanh mà gọi là những cái cây rừng mà lâu đời được không chị? Nơi đây chắc là sẽ có một cái bữa là chị em check in vào đó để là tham gia những cái hoạt động check in tại rừng này không chị? Đúng rồi. Thực ra ngoài cái rừng Phước Biểu 11.000 hecta nằm gần dự án thì ở đây còn nhiều điểm check in cho giới trẻ cũng như cái người mà thành đạt. Ai muốn có một cái đi du lịch với gia đình mà hoàn toàn tự nhiên, muốn hòa mình vào thiên nhiên á, thì vị trí của cái dự án Laguna Bình Châu này nó sẽ là một cái lựa chọn phù hợp cho gia đình. Quá tuyệt vời. Nói đến Laguna Bình Châu chắc là nói đến là một cái dự án nghỉ dưỡng không chị? Tâm lý những cái người đi du lịch và những cái người bỏ tiền ra những cái dự án nghỉ dưỡng á, thời gian gần đây đó chị, họ đang rất là lo lắng. Không phải lo lắng về cái giá cả mà lo lắng về cái gọi là pháp lý. Thì chị cảm nhận như thế nào khi mà một cái khách hàng gọi là đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng bây giờ nói về cái pháp lý, nghĩ về cái pháp lý của Laguna Bình Châu? Như Sửu biết á, đối với dự án mà nghỉ dưỡng á, mang tính chất là các dự án nó sát biển á, thì hầu như là dự án thương mại dịch vụ. Mà yeah, đối với rồi. Thương mại dịch vụ thì hầu như là sở có thời hạn hết. Yeah. Nhưng trên cái trục đường mà ven biển của Bình Châu, Hồ Tràm Bình Châu, thì riêng đối với dự án Laguna thì lại mang cái yếu tố sở hữu lâu dài. Cái này là một cái điểm cộng. Ủa là có phải là sổ là sở hữu lâu dài vĩnh viễn luôn không chị? Chính xác. Trời, rất là lạ nha, em thấy những cái căn biệt thự nó cách biển không xa chị. Và trước khi mà gọi là từ biển vào còn phải có một cái cánh rừng gọi là nguyên sinh về nó gọi nằm là... trong dự án luôn. Cánh rừng nguyên sinh gọi là cái nước phong chị. Cây rừng nước đúng rồi. Đúng rồi. Cây em mình có thể là chèo thuyền vào đó để là tham quan và kết hợp vừa sinh thái du lịch rừng nè, rồi nhưng mà chèo thuyền du lịch vào rừng nước nguyên sinh. Đúng rồi. Đúng đúng. Và một cái điểm cộng của dự án này á là lý do là dự án nằm trong cái một cái khu rừng tràm rừng nước. Yeah. Hiện hữu. Yeah. Cho nên là chủ đầu tư cũng đang muốn tận dụng cái lợi thế đó để làm những cái tiện ích sau này để phục vụ cho cư dân ở trong này. Khi mà cư dân sở hữu căn ở trong này thì người ta không cần phải đi ra ngoài, người ta chỉ cần ở trong dự án thôi. Yeah. Là gọi là một compound. Khi mà du lịch ở đây thì mình có tất cả những cái loại hình. Đúng rồi. Và khi mà gia đình hay là tất cả các bạn bè tới đây thì tha hồ mà sẽ check in rồi ăn uống mua sắm hải sản và tất cả những cái loại tiện ích nó đều có trong Laguna này. Và chị cho em hỏi là tổng quy mô của dự án là bao nhiêu ạ? Quy mô dự án này thì khoảng 27 phần cũng khá rộng đó chứ. Như vậy thì tôi cho ra tổng
Hiện tại bây giờ là các căn biệt thự hiện tại chúng ta khoảng 169 căn biệt thự đã chưa? 169 căn biệt thự. Và diện tích của cái căn biệt thự này khi nãy nó em khoảng 120-150 cho đến khoảng 36. Qua gia đình tích ví dụ số cái diện tích em thấy là giống như là 10-25 nè, rồi là 10-30. Đúng rồi. Và được thiết kế giống như là một trệt hai lầu và ở trong đó là có một vài kiểu có hồ bơi luôn. Chính rất xác, là đẹp. Chính xác. Thì tại thì trong cái giai đoạn 1 mà chủ đầu tư đang hình thành và từ từ chuyển thì đang trong cái giai đoạn này là bàn giao cho khách hàng rồi. Thì những cái căn shop house nằm chiều đường ven biển 45m. Thì khách hàng khi xuống trải nghiệm có thể tham quan và lựa chọn một và mua những một trong những cái căn mà chủ đầu tư đã duyệt. Anh nghe là tay nghe mắt thấy rồi dạ, mình có thể chạm sờ vào những cái sản phẩm hoặc bất động sản anh chị mua đồ được luôn. Chắc chắn là ở đây là anh chị có thể mua những bất động sản hiệu hữu luôn anh chị ạ. À. Chính xác. Ở đây thì giống như là anh chị Phương nói là ở đây thì có thể là có những tài chính nhà rồi. Đúng rồi. Và hoạt động và nói về cái này hoạt thành những cái đơn vị nào là hoàn thành với những chủ đầu tư này. Bởi vì em thấy một số cái gọi là cái đơn vị những cái đầu tư của gọi là cái bất động sản mở biển á, nếu mà đừng gọi là bình thường thì nó sẽ trở thành khẽ khá bình thường, phải không người nhận nổi bật hơn. Thì Laguna nó có gì điểm nhấn gì mà cho mọi người lựa chọn hay là một nơi là đầu tư hay là nghiệp vậy? Về chủ đầu tư đặt ra thì mong muốn đây là một cái dự án thì được sao tại Hồ Trà, tại Tiền Châu. Thì chủ đầu tư cũng kết hợp với một số cái đơn vị vận hành thực tế, hiện tại bây giờ là tên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ doanh Trạch Gia đã ký hợp đồng cùng với đơn vị vận hành là Vinhomes để Amgren. Đúng rồi, kính thưa các bạn, đơn vị này là tư vấn của Mỹ phải không? Chính xác. Em biết mà em có một cái dịp là bước chân qua nước Mỹ, Singapore hoặc là một số cái dân nước lớn thì cái thương hiệu Vinhomes này nó đã khá hoài luôn, khá lớn, được thương hiệu khá lớn nha. Thì nếu mà đẹp vậy thì một cái điều đặc biệt á là những cái chi tiết, những cái tiện ích và cái đó phải là, phải phù đúng hợp rồi. Phải đủ chi tiêu thì mới có thể là đáp ứng được cái win đập quản lý phòng chị. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ là chủ đầu tư đang bán cái phân khúc shop house với villa và trong khoảng độ tầm quý 3 thì chủ đầu tư sẽ mở cái dòng condo theo. Chán quá đẹp không chị? Với một cái gọi là nhiều tiện ích trong một khu một khu resort luôn đó chị ạ. Rồi vậy là cái mức giá của chủ đầu tư mở bán thời điểm này là như thế nào? Nó có phù hợp cho cái túi tiền của những cái người mà đã đầu tư với một số tiền vừa phải hay không? Thì hiện tại theo cái thông tin rumor của chủ đầu tư đặt ra thì cái giá bán của những cái căn villa shop nó đang dao động từ mức 22 tỷ cho đến 27 tỷ anh sẽ mắc. Wow, vậy là với một cái mức thanh toán là chắc sẽ là giãn đúng không chị, và có nhiều chính sách mở bán cực kỳ tốt. Em thấy trong những cái đợt đầu khách em có những chính sách mở bán chiết khấu nè, rồi những cái gói quà tặng về nội thất nữa, nó rất là hợp lý cho khách hàng để là lựa chọn. Trong cái giai đoạn này thì chủ đầu tư đưa ra rất là nhiều cái chính sách ưu đãi, nó phù hợp với nhìn thị trường trong cái giai đoạn hiện nay. Thì nếu mà khách hàng lựa chọn một cái căn villa hay căn shop tại thời điểm này thì ngoài cái việc mà hỗ trợ cái chính sách thanh toán từ chủ đầu tư thì bên chủ đầu tư có làm việc một số ngân hàng để có thể là hỗ trợ giải ngân cái phần còn lại là tương đương khoảng độ tầm 70-80% trên tổng thể cái giá trị của sản phẩm. Ngoài ra thì còn có một số cái gói bán hàng đến kèm liên quan, thì cái đó thì khi chị sẽ chia sẻ, nếu như mà mình có thêm thời gian thì chị sẽ chia sẻ. Quá tuyệt vời, một cái dự án gọi là đầy tiềm năng và một cái cơ hội đầu tư một pháp lý bền vững, mỗi vụt mỗi mức giá cực kỳ hấp dẫn. Từ Sài Gòn mình không mất đâu xa khoảng 2 tiếng đồng hồ là chạm đến bất động sản bằng xe đường bộ thôi chị ạ. Chính xác. Như hôm nay là Sửu đi từ Sài Gòn đi xuống tới dự án thì cảm giác của em như thế nào? Trời, đường nhanh lắm chị ơi, sắp tới còn có một đoạn cao tốc nữa, chắc là chỉ hơn một tiếng là em tới đây rồi. Chính xác. Nhanh lắm, em sẽ đưa gia đình và mọi người tới đây gọi là du lịch thường xuyên. Nhưng một điều đặc biệt em sẽ tích góp để sở hữu một căn biệt thự nơi đây chị ạ. Okay. Em thấy chị cảm ơn. Chị thấy là Sửu nói như vậy là cái động lực để mình làm sao để mình có thể sở hữu được một mơ ước chị ạ. Mơ ước tại đây vẫn là mơ ước, nhưng mà mình sẽ có một cái mục đích phấn đấu hơn. Còn đối với những khách hàng mà đã có tiền trên đường chân, không cần chần chừ nữa, hãy xuống tiền ngay đi với một pháp lý bền vững như vậy.
với một chủ đầu tư uy tín và một đơn vị vận hành như vậy thì nên đầu tư ngay. Chính xác, chính xác. Thầy hy vọng là khách hàng sẽ lựa chọn cho mình một cái sản phẩm nó phù hợp với cái giai đoạn này, một cái sản phẩm bền vững về cái tính pháp lý trong cái giai đoạn hiện nay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.